Bạn yêu thích bộ môn sinh học, bạn muốn trở thành một cán bộ quản lý trong lĩnh vực tài nguyên và bảo tồn thiên nhiên, hay ao ước trở thành một chuyên gia nghiên cứu những giải pháp xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường? Hãy đến với khoa sinh môi trường tại trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng để được trải nghiệm và trau dồi những kiến thức thực tiễn, được thực hành trong một môi trường hiện đại dưới sự dẫn dắt của một đội ngũ giảng viên có trình độ và dày dặn kinh nghiệm. Với 4 chuyên ngành đào tạo bao gồm cử nhân sư phạm sinh học, cử nhân khoa học công nghệ sinh học, cử nhân khoa học quản lý tài nguyên môi trường và thạc sĩ sinh thái học, sinh viên sau khi ra trường có thể làm công tác giảng dạy sinh học, làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước ngành tài nguyên và môi trường, hoặc có thể đảm nhận về kỹ thuật, quản lý chất lượng, kiểm nghiệm tại các đơn vị sản xuất của các bộ, ngành hoặc các địa phương. Nhờ vào mối quan hệ mật thiết giữa khoa sinh môi trường với các đối tác là các trường, viện nghiên cứu và các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước mà sinh viên được tạo mọi điều kiện để nâng cao kỹ năng thực hành và vận dụng tối đa những kiến thức sẵn có để thực hiện hóa ước mơ của chính mình. Thực tiễn và chuyên sâu. Hợp tác và cơ hội. Khoa sinh môi trường, trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng, tương lai trong tầm tay.